Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Văn Sai. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Hôm nay là vườn kiển Anh Hoàng, thì tọa lạc tại thị trấn Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khai xuân clip đầu năm để báo giá cùng các bạn một số tác phẩm mà nhà vườn muốn giao lưu. Và Nông Thu cũng chỉ làm clip, Nông Thu không có tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi trực tiếp cho anh Hoàng theo số điện thoại là 0909808199. Khi xem phim thì các bạn đừng quên nhấp like nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì chỉ một lần đăng ký kênh thôi là bạn sẽ nhận được tất tần tật những cái clip mà Nông Thu phát sóng. Và bây giờ xin dừng lại cho anh Hoàng có cây kiển Hoàng ha, lâu lắm chúng ta mới gặp anh. Rồi chào anh Hoàng, năm mới vui vẻ. Chào anh Lâm à, xin chào tất cả các anh em. Thì đầu năm mới mình xin chúc tất cả các anh em bình an, vạn sự như ý. Thì hôm nay mình có lên clip đầu năm để mà báo một số cây cho anh em mình tham khảo. Anh em thấy cây nào mà hợp ý thì alo cho mình. Thì hôm nay, đặc biệt hôm nay thì mình cũng cân bằng cái giá. Tại vì mùa dịch này thì mình ráng mình cân bằng cái giá cho làm sao cho ổn định nhất để anh em mua về chơi. Thôi bây giờ thì hình thức kinh doanh mình thì cũng như mọi khi mình ship hàng, ship đuôi chậu này kia, mình bao ship hết, bao ship toàn quốc. Rồi số điện thoại của mình là 0909808199. Mình ở thị trấn Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ xin mời mình vô cây đầu tiên. Rồi cái hình thức cũng như là kinh doanh báo xuân đầu năm thì anh Hoàng cũng chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn nào có hợp nhãn, em nào thì các bạn vui lòng và trực tiếp cho anh Hoàng theo cái số điện thoại đã dán cho màn hình là 0909808199. Vâng, bây giờ em số 1 em đầu tiên hình như là cây sam thâm trái hả? Dạ, cây số 1 mình xin giới thiệu là cây sam núi trái. À, sam trái. Đây là bao trái nha anh em, cây sam khai thác. Đấy. Cây thì rất già, sam khai thác nó nguồn lực này nó rất già. Nên là bao anh em 100% là trái. Tại chính mình mua về có trái rồi. Mình mới cắt nó ra từng lon, nó rụng trái ra từng lon. Cái này là bao trái. Rồi ok, em báo cáo con số đi. Vậy là mình chuyển nguyên cụm hả anh? Chuyển luôn chậu rồi hết á. Cái chậu nào, cái phim nào đó, dạ, cây nào phát sóng đây là mình chuyển nguyên một bộ ha. Tổng eo là 30 nha anh em. Tán rộng là 37. Chiều cao từ mặt chậu lên là 16. Thì cái sam núi trái này mình xin báo với anh em là 3.100.000 nha anh em. 3.1 triệu. Dạ. Cây rất già. Rồi xuống lên cây thứ 2. Rồi ok, các bạn ơi, xin mời tiếp tục em số 2. Đây, mã số 2 mình xin giới thiệu với anh em là một cây sam hương. Cây này thì nó còn mấy cái thảo ở đây nha anh em. Nhưng mà nó kéo rất mạnh. Đây. Cây này là hàng riêng hả anh? Dạ, hàng riêng, cây sam hương. À, đây. Thế thì người ta làm rất là đều. 24 giờ đấy, đều gian hết. Đây là cây đã được đào tạo từ bé ha. À, đúng rồi, có tàn nó la lả bay bay. Được đào tạo chính quy, hàng nó chỉnh. Cái dáng nó rất là yêu. Đế trải nó là 50 nha anh em. Dòng eo là 21. Từ cái tàn bay của nó là 56. Cao từ mặt chậu lên là nó 25 nha anh em. Thì cái sam hương này mình xin báo giá là 2.500.000 mình bao ship nha anh em. 2 triệu rưỡi bao ship. 2 triệu rưỡi. Đây là cái giá đã có ship. Dạ, dạ, có và tạo. Hàng đi là nguyên bột. Dạ, rồi cái số 3. Rồi xin mời em người mẫu mang mà số 3 là em gì đây, em mang tên gì đây, tên gì đây? Mã số 3 mình xin giới thiệu đến anh em là cây mai chú thủy lá trung nha anh em. Mai chú thủy lá trung. Đây nó có dẫn nụ đây. Đặc biệt là cây này nó liền thẹo hết nha anh em. Cái thẹo đây nó liền hết rồi nè. Không còn miếng thẹo. Đây. Cây phong cách.
cây đang ra bông nhanh lên. Đế thì gần hết mặt chậu, cái mặt chậu là 35. Dòng eo là 23. Mình eo trên còn mình eo dưới này mình đo là 30. Chiều cao từ mặt chậu lên là 70. Tán ngang là 53. Thì cái máy chú thủy trung nu này mình xin báo giá là 2.200.000 nha anh em. 2.200.000. Bao ship, bao luôn chậu nha anh em, vận chuyển luôn cái chậu cho anh em nè. Anh em về để chơi thôi chứ khỏi phải thay chậu gì hết. Chậu giả cổ ha. Dạ, liền thẹo hết cho anh em. Không còn là thẹo đây nó hổng như mình nó liền hết da không, chứ không phải là cái thẹo đó. Rồi cây số 4. Rồi mã số 4 xin giới thiệu đến anh em là cây sam siêu bông nha anh em. Sam tím. Sam tím. Sam cây này rất già. Nó có mấy cái lỗ ở đây là lỗ này là người ta tạo lỗ chứ không phải lỗ tự nhiên nha anh em. Cây rất già. Hết được bông rồi. Ra trái. Trái rồi ha. Cây kiểu dáng cũng tương đối thơ mộng luôn. Hoàn thân của nó là 25 nha anh em. Chiều cao là 45. Tán ngang là 65. Thì cây mai cây linh san này mình xin báo giá là chỉ có 2 triệu thôi. 2 triệu. Bao chậu bao ship luôn. Giá cái giá 2 triệu mà dạ. Bao ship luôn, bao ship toàn quốc là dạ, bao chuyển chậu. Luôn một cái chậu dạ. À, năm thu thế đây. Giá là rất là bình ổn anh ạ. Rất là hợp lý ha, dạ. Giá xuống. Cây già lắm mà chi tàn nó lớn hết rồi nhanh đây. Chi tàn đều mà lớn bằng con cái luôn. Anh quay về hướng kính đó. Để mình zoom lại cho các bạn nhìn thấy rõ hơn ha. À, chỉ có 2 triệu thôi các bạn. Đế thì cũng đều hết. Hàng riêng hả? Đế rất có riêng. Hàng riêng hả? Dạ hàng riêng. À. Rồi xuống cây mã số 5. Và chúng ta tiếp tục chào đón thêm một em Sam là Sam. Cũng Sam siêu bông nhưng mà Sam này là Sam trắng phước hồng nha anh em. Trắng phước hồng. Dạ. Thì cây cũng rất là già. Như tàn thì nó lớn. Nó này lớn nó em này có cây tử hả? Dạ, em này có cây tử. Cái thế này được gọi là tiều phu quải tử á. Hay là mẫu tử? Tiều phu quải tử chứ không phải là mẫu tử. Tiều phu quải tử tức là ông già đốt củi cổng con á. Cổng con à. Sao mình thấy cái dáng này giống dáng ôm hơn. Cổng đứa con rồi. Đây là cây sam trắng. Sam trắng phất hồng ha. Trắng phất hồng à. Cây kiểu dáng rất đẹp đúng không? Dáng rất là yêu ha. Còn cái thẹo người ta cắt bỏ những cái nhánh dư nha anh. Hoàn thân là 25 nha anh em. Tán rộng là 79. Dáng đẹp các bạn. Chiều cao là 55. Thì cái linh sam trắng phước hồng này mình xin báo giá là 2.800.000. Bao ship bao luôn chậu. 2.800.000. Nói chung bình thường á, bình thường bán cái cây này không là phải ngoài 3 triệu cái cây không. Thêm chậu nữa mà nay mình giá đó bình ổn mình bán 2.800.000. Cây về cho đi. Rồi xuống lên mã số 7. Phải mã số 7 cho mình không? Không nhớ rồi nha. Không nhớ. Rồi nhớ, tại mình
giờ quay phim mà mình giờ thức minh nữa, thành ra mình không nhớ được số rồi. Phải không, cái số mấy? Giờ mã số 7 xin giới thiệu đến em là cây cần thân. Tiến Sơn nhớ số, nhớ số giùm Tiến Sơn. Một người nhớ thì được, chứ còn mình đăng thuyết minh mà mình cho quay phim nữa, thành ra mình cũng không nhớ được. Rất già nha. Tiếp tục chào với các bạn là cái mẫu mẫu em này lão luôn á. Này lão cần thăng ha. Cần thăng thì các bạn thấy cái vết sẹo của nó liền. Này là dáng là dân quái hả? Dạ, dáng phong cách. À, phong cách. Không phải là dân quái đúng cây. Phong cách. Đó, tự nhiên nó là đi vậy mình chơi theo phong cách vậy luôn. Còn quái là người ta đào tạo. Không giống ai. Dạ. Một đế cây rất già nha nè. Đế thì cũng trải đều xung quanh hết. Hàng đi luôn trậu ha. Dạ không, cái xin nói rõ là cái cây này là mình báo giá là 6 triệu. 6 triệu. Nhưng mà cái chậu này là 2 triệu. Nếu anh em lấy chậu là 6 triệu, còn anh em bỏ chậu lại thì mình bán 4 triệu, mình bỏ bầu cho anh em. Tại cái chậu này là chậu cổ, chậu không là 2 triệu. Bởi vì nông thôn mới hỏi anh mới gần lại câu á. Mình nói rõ vậy. Cái chậu kia là mình bao hết. Chậu này riêng là cái cây này á, cái chậu này là 2 triệu. Bởi vậy thì nông thu cũng cố gắng để mà nhiều lúc anh Hoàng anh quên á, mình nhắc nhở để tránh cái sự lầm lẫn như là 6 triệu là luôn chậu. Dạ, 6 triệu là nếu mà các bạn không thích cái dòng chậu cổ đắt giá thì các bạn có thể lấy cái cây không thì sẽ bớt lại 2 triệu đúng không? Đúng rồi. Đó cho chúng ta 4 triệu. Đó cho chúng ta nó rõ ràng, nó minh bạch trong vấn đề mà chuyện mua bán. Đế trải là 107 nha anh. 107. Eo. Dòng eo là 30. Cần thăng. Tán ngang là 80. Chiều cao từ mặt chậu lên là 84. Đó thì cây cần thăng này á, mình nguyên bộ là 6 triệu. Còn ai, thí dụ anh em nào không thích chậu cổ thì bớt lại 2 triệu là còn 4 triệu. Các bạn lưu ý, cái khi mà các bạn chốt cây thì các bạn nhớ mã số giùm em. Đây là mã số 7 phải không Sơn? Mã số 8 phải không? 6 à? Cây đó cây 6. Ủa, vậy hả? Trời trời. Cây số 6. Mấy ông thằng nhớ giùm mã số nha. Mã số 6 là cây cần thăng, cũng được chào giá là 6 triệu luôn chậu. Nếu các bạn không ưng ý cái chậu thì chuyển bó bầu thì chỉ còn có 4 triệu thôi. Để mình nói cho các bạn rõ ràng ha. Và lô hàng được báo giá vào ngày mùng 8 Tết Nhâm Dần 2022. Rồi, ok. Kỹ nha, đừng có lộn mã số nha. Không sao, lộn mã số tôi cũng không nói gì, nhưng mà đừng có trùng số á. Trùng số anh em nhiều khi phiền lắm, mình chuyển hàng lộn là chết luôn á. Dạ. Nãy anh không cầm cái bút gì anh ghi vô. Anh Hoàng anh ghi vô luôn anh Hoàng, cái bút số trắng đó, anh ghi số cho anh. Ghi số 7 vô. Để cho nhớ anh đây, để lộn mà hàng chuyển tư là lộn rất là phiền. Bây giờ mã số 7 xin giới thiệu đến anh em là cây siro. Và tiếp tục cây siro mang mã số 7 dáng bay. Cây này bây giờ nó ra mới ra vài trái thôi, nhưng mà khoảng tháng 2 là nó ra đỏ cây nha nè. Cây này rất là già. Năm nào cũng vậy, cây này là tại mình nuôi nó mấy năm rồi, 3 năm rồi. Nào cũng khoảng tháng 2 là nó ra đỏ cây hết. Cái này là thuần chậu rồi phải không? Dạ, thuần chậu. Nhìn bộ đế. Cái sau Tết là cái mùa siro ở trong miền Nam này nè. Dạ. Thì đó hiện đi, có mấy trái đây. Và khoảng tháng 2 thì nó ra rất là nhiều. Hết đợt lá đầu này nó sẽ ra bông. Chậu này cũng là chậu giả cổ nha nè, chậu men giả cổ, chậu Bình Dương. Giá này giá lia bao chậu phải không? Dạ, nguyên chậu. Bao luôn chậu cho nha. Cây phần chậu là mình rút ra thử yếu cây anh ơi. Hoành thân là 30. Tán rộng là 105. Tán bay đó là 105. Chiều cao từ mặt chậu lên nó là 62. Thì cây siro này mình xin báo giá là 4.500.000. 4.500.000. Bao luôn chậu, bao ship luôn anh em. 4.500.000. Dạ.
giá này rất là bình ổn. Cây siro mà nó lớn vậy, gốc nó lớn vậy là cũng lâu năm lắm rồi. Cây siro thì trồng đất nó dễ, nhưng mà trồng đất khi vô chậu rất là khó. Dạ, đúng rồi, vô chậu là 10 cây, 10 cây là sống được chừng cây rồi. Không dám rút ra. Bởi vì cây siro các bạn biết không, biết. Ở vùng nông thôn thì trồng theo bờ rào thì nhiều, nhưng mà vẫn vô chậu chơi kiện rất là khó. Hầu như là tỷ lệ thành sống không có cao. Rồi, thành ra là những cây mà già thụ chạm bonsai mà vô chậu á, vô chậu mà cây nó chịu sống rồi, uống éo rồi thì giá thành nó cũng rất là cao là như vậy. Rồi bác, chúng ta tiến hành chúng ta chào giá. Em mang mã số 8. Tám là cái mã chú thủy, da đen nó lắm. Xin giới thiệu đến anh em, mã số 8 là cái mai siêu thủy. Cái này là da xanh nha anh em. Da xanh hay da đen hả? Da xanh. Ồ, có da xanh hết anh? Dạ, cái này là da xanh. Mà chơi giá phong cách. Này cũng chơi giá theo... Cái giá nó là giá tự nhiên đó anh. Cái giá xanh như anh Hoàng nó chia sẻ. Tại lo người ta hay chơi á. Cái giá nó vậy. Cái lá lớn chưa bạn? Dạ, xanh đó lớn. Dạ, xanh đó lớn. Cái thẹo nó kéo hết rồi. Còn cái này là... Cái này chừng 1 năm nữa là ok cho nên. Giờ mình chỉ chơi là mình nuôi thêm dâm của nó. Giờ nó cũng đã thành phẩm cây rồi, mà còn nuôi dâm của nó là xong. Giờ chỉ nuôi cho nấm tàn ha. Cây nhìn rất là duyên, rất là đẹp. Nói chung là cây bài thì nó nhiều, nhưng mà mấy cây vậy thì nó rất hiếm. Những cây phong cách vậy nó rất là hiếm. Mà chúng ta đa số là cây bài. Những cái phong cách này nó không đủ hàng hả? Dạ, đây cây này có duyên đó. Còn để xung quanh đó là cũng trải đều hết. Thân của nó là 57 anh em, quần thân là 57, tán rộng là 80. Chiều cao là 70. Thì cái mai chú thủy này mình xin báo giá là 22 triệu bao chậu bao ship luôn nha anh em. 22 triệu cho cái mai chú thủy à, lá lớn da xanh hả? Dạ, da xanh. Mới nghe cái từ này lần đầu à, tôi nghe cái từ da trắng, da đen, giờ có da xanh nữa ha. À, chúng ta là cái thế giới là mênh mông bao la, không thể nào chúng ta biết hết được. Nu thì cũng nhiều là nu. Nu mặt khỉ. Nu mặt khỉ, nu gò công hả? À, trung nu, nói chung là cái dòng mai chúa thủy này nó mênh mông bắt ngát thì đến... Đây, khi mình mua thì ông lão thì ông nói là cái dòng da xanh, thực ra cái này nó, nhánh này nó cũng đen. Nhưng mà hắn nói da xanh, ông nói sao mình nói vậy. Đây. Chứ theo Nam Thu viết thì nó có cái dòng da đen với da trắng và nó có một cái dòng lai giữa đen và trắng. Có lẽ là nó là kêu da xanh đó. Chắc vậy phải không? Nó có cái dòng lai giữa đen và trắng. Đúng rồi. Rồi, ok. Nhiều lúc thì do khi mà mình chuyển hàng thì cái cụ nói làm sao thì mình nói là như vậy. Thành ra bây giờ mà mỗi người vùng miền hay là mỗi cách gọi của mỗi vùng nó khác nhau. Rồi ok, tiếp tục mang em mang mã số 9 là cây lão trăng đỏ. Dạ, mã số 9 xin giới thiệu đến anh em là một cây trăng đỏ tam đa. Dạ, tam đa. Này một củ phải không? Dạ, một củ một. À, tam đa đây. Mấy cái thẹo này là người ta cắt bỏ những cái phần dương của nó. Nhưng mà nó vẫn sống vẫn tươi tốt bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Cái này chắc ngày xưa là 5 gốc xong người ta thích, người ta bỏ bớt 2 gốc hay sao, phải không? Dạ. Mấy cái thẹo này. Cái thẹo nhánh mà, ngày xưa năm. Nhưng mà cây đặc biệt là rất là già, lớn. Dạ, cây. Một cây trang mà một cái gốc như thế này, mà ba thân như thế này thì cả kiếm cũng hơi khó nha nè. Ba thân nó bằng nhau hết, có bằng người, y nhau luôn. Có người thích chơi 5 thân ngũ phúc, có người lại thích tam đa, nhiều lúc.
bỏ đi thì dễ. Bản thân thì nó thấy nó rầm rà quá, nhiều nó rậm á. Dạ. Cây rất là già, cây rất là mạnh nha anh. Mỗi khúc thì nhìn cái tác phẩm nó thoáng hơn. Cây này thì anh em về nuôi thêm dâm của nó, đặt thêm chút xíu nhìn cây rất là mạnh mẽ. Tại này mới cắt tỉa lại. Rồi mình có thông số luôn đi. Mình đo nguyên một cái bề cũ bờ đế đi. Nguyên bể đế đó là 64 nha anh em. Mình đo cái thân, một thân nó, ba thân bằng nhau hết á. Thân của nó là 22. Cái thân này nó là 20. 22, 20. Thân này nó là 21. 20, 21, 22, ba thân. Thì cái bay chú thủy này mình bao luôn chậu, bao ship luôn cái bông trang, bông ở trang. Cái bông trang mình bao luôn chậu luôn ship là 9 triệu nha anh em. 9 triệu, à, tác phẩm được tờ giá là 9 triệu là để chuyển đi nguyên combo luôn. Dạ, luôn combo. Rồi, ok. Xin mời mang mã số 10. Ok. Ủa, cái số điện thoại này là số cũ hay số mới vậy anh Hoàng? Là số cũ nào vậy anh? Rồi, sao mình thấy cái gì nó hơi lạ lạ? Mấy chục lít rồi. Vậy hả? Ừ. Lúc này sao mình đầu óc mình chích mũi thứ ba rồi, mau quên quá. Rồi tiếp tục em số 10 cũng là dạ, em Trang. Vài mũi nữa nhớ lại. Chích thêm mũi nữa hả? À, vợ người ta tưởng vợ mình chắc quýnh chết quá. À, bây giờ mã số 10 mình xin giới thiệu đến anh em là cũng là một cây trang đỏ nha anh. Trang đỏ. Trang đỏ lá nhỏ. Cây này là một cốt. À. Các bạn thấy hôm qua Tết rồi mà nó vẫn còn nở bông, trang nó bền ha. Trang bông nó cũng còn đang ra. Có vậy cứ một đợt bông này các bạn hết đợt bông này khoảng chừng 3 tháng sau nó có tiếp. Cái này mình cái này nè. Anh Năm quay kỹ cho anh em coi. Okay. Là cái đế rễ nó chưa môi lên nha anh em. Nó còn là nằm ở dưới nè. Nè. Nó ta đông đông sơ sơ lên thôi. Đế rễ nó còn nằm ở dưới. Hoành thân là 19 nha anh em. 19. Tán ngang là 80. Cao từ mặt chậu lên đó là 66. Thì cái trang này mình xin báo giá là chỉ có 3 triệu rưỡi mình bao ship bao chậu luôn nha anh. 3 triệu rưỡi. Dạ 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi bao chậu bao ship toàn quốc, một cái giá rất là xuân ha. Dạ. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Khá rồi, giờ còn chậu bự rồi. À, còn chậu bự không? Không. Chậu bự, chậu để đây luôn, báo cho lại khi nổi không? Ừ, anh đẩy cái này gần lại, xệ nó quá. Ừ, thế, để gần lại anh xệ nó quá, có gì đâu. Ừ, xệ nó. Đó, sàn nó qua một cái. Nâng lên, sàn nó qua. Để quay cho anh em rõ chút. Rồi, đó, để mình quay chút. Cái này cũng hơi khác thì. Cái mình đưa vô trong cái bàn xay, mình xay thì cái tác phẩm này, này các bạn sẽ dễ nhìn thấy hơn. Rồi chuyển qua, chuyển sàn qua. Bốn người thêm. Bốn người. Đẩy lên, đẩy lên. Ở đây, đây nè, mình tranh thủ mình làm đi các bạn ơi. Sàn mới quan cái cho nó dễ đây, để mình báo giá, mình báo giá. Bốn người từ từ nói không, từ từ đi. Đó. Rồi đó, để ok, để lên nào. Dược Kiến Hoàng, tọa lạc tại thị trấn Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. À, số điện thoại 0909808199. Rất vui các bạn đã ủng hộ kênh Không Bao Sai. Mà các bạn tiếp tục ủng hộ Vườn Kiển Anh Hoàng ha. Vườn Kiển Anh Hoàng cũng là thường xuyên được phát sóng trên kênh. Đẩy cái xe ra cho nó chống chỗ rồi. Rồi, rồi tiếp tục em là mang mã số mấy đây? Số 11. Số 11 là cái lão Mai Chiêu Thủy. Giới thiệu đến em mã số 11 là cái Mai Chiêu Thủy, cái này là da đen lá lớn. À. Dạ. Cây rất là già cho nên. Để em đứng từ xa cho các bạn thấy hết phần dạ. Cây nha. Dạ. Cây này thì bài bản.
Thì mình chừa lại hai cái nhánh nhỏ để có anh em nào làm cái nhánh chi tử á, nhánh tử á, muốn để khu vực nào để còn hai cắt hết thì cũng được, tại cây này ở trên là nó đã hoàn chỉnh hết rồi. Trùng cắt thì dễ mà, mình cứ để đi. Là nó đã hoàn chỉnh hết rồi. Mình cứ để anh em không thích thì xẻo thôi. Còn xẻo một hai cái thẹo này nó bằng hai ngón tay mà thẹo đang kéo rất mạnh. Còn ở trên là thẹo nó kéo muốn bít nha anh em, ở trên là nó muốn bít rồi đó. Nó tròn còn một ngón tay. Dạ. Cây lớn nhưng mà còn một cái thẹo nhỏ này thì nó cũng không thành vấn đề. Đấy. Anh Hoàng, gốc ngạc không nha anh em. Anh Hoàng đã săn cây rất là chỉnh chu. Đấy tự nhiên chứ không phải là đấy làm đấy tự nhiên đó. Cái này là đế, cái này là đế buông tự nhiên hết, không phải là do bằng tay chỉnh sửa hả? Đây là nu da đen, nó nu nè. Anh em quay gần cho anh em coi, nó nu đẹp lắm. Yeah. Nu toàn thân luôn, cây này là nu toàn thân từ ở dưới đế lên tới gọn luôn. Nu toàn thân luôn. Nó đang ra những cái mục nu nè anh em. Thấy không? Đây. Đó, đang ra những cái mục nu. Nu vẫn tiếp tục và tiếp chi nhánh là rất là già. Cái này là cây mai đen lá lớn. Dạ, cây này nói chung là bài bản. Cây này nuôi thời gian nữa ok. Cây này cây dáng bài ha. Dạ, cây này cây bài. Dáng bài đào tạo bài bản. Dạ. Cái thân mặt trước mặt sau mặt hai bên đều đẹp hết. Rồi mình báo cáo thông số cho các bạn nắm vững đi, thông số. Dòng đế là 120 nha anh em. Để chậm, trăm nhiêu, 120 hả? Là 120. 120. Quần thân là 65, quần thân ở bên này là 65. Còn quần thân ở dưới. Quần thân ở dưới là 75. Cái chi 1, mình đo cái chi 1 cho anh em xem. Đây, cái chi 1. Dạ. Cái chi 1 nó là 27. Các bạn thấy từ cái nhánh đó, từ cái nhánh nó giót, nó giót từ 1, ở trong 27. Nó giót từ hồi xưa người ta cắt giật hết. Nó giót nó ra đều, nó chỉnh chu từ nhánh 1 ha. Dạ. Nếu các bạn mà biết nếu các bạn biết chơi kiển, nếu các bạn sành đều chơi kiển thì các bạn nhìn em này thì các bạn có thể đánh giá được ha. Tán rộng của nó là 100 nha anh em. Tán rộng là 100. Chiều cao cũng có của nó là 100 luôn. Dạ. Anh em tham khảo kỹ cây này, mình để cái giá rất là bình ổn cho anh em về cho mình. Thì cái này nó đang đựng trong cái chậu đất nung Trung Quốc nha anh em, chậu Trung Quốc. Rồi cái này mình chào giá thì sao đây anh Hoàng? Cái này mình xin chào giá là 65 triệu nha anh em. 65 triệu. Triệu rất là ổn cho cái tác phẩm là Lão Mài Chiếu Thị La Lớn Da Đen. Nụ La Lớn Da Đen là các bạn ha, rất là ổn. 65 triệu. Mình ra sao hả? Thế nặng, phải chuẩn nha, nó nặng nha, cẩn thận. Rồi. Cái cho nó 58. Rồi. Để nó không sao, nó không đổ được rồi, đến chút mình chỉnh sao. Nó còn di chuyển nữa mà. Chút còn di chuyển đi nữa mà lo gì. Cái khế bằng mạch số mấy? Mã 12 ạ. Rồi bác, chúng ta tiếp tục. Chào em mang mã số 12 là đây. Khế. Rồi xin giới thiệu đến anh em mã số 12 là cây khế gân. Khế gân. Dạ, khế gân. Rất là cổ. Dạ, già lắm, cây gân này già lắm. Mã 12 xin giới thiệu là cây khế gân nha anh em. Cây khế này thì bộ đế nó là khủng hoảng luôn. Đây. Tải đều hết. Gấu. Mặt trước mặt sau cũng ngầu lắm nha anh em.
thân nó nổi cơ bắp cuồn cuộn hả? Dạ đúng rồi. Thông số. Thân nổi cơ bắp giống như là vậy, tập gym á. Cái dòng ghế mình đo thử là 150 hết thức. Hoành thân là 39. Tán ngang là 82. Chiều cao từ mặt chậu lên là 79. À, cái khế này nếu mà gần á, thì mình có thể là chở luôn chậu cho anh em, còn xa chắc phải mình phải bó bầu cho anh em. Tại cái chậu xi măng này cũng khó chuyển, dễ bể. Khó chuyển đi ha. Dạ, chuyển khó, đi nó khó chuyển đi lắm. Gần thì mình chở cho anh em luôn được. Chứ còn xa thì mình bó bầu, cái chậu này cũng không bên nhiêu tiền. Thì cái khế gần này mình xin báo giá là 6,5 triệu cho anh em. 6,5 triệu à, các bạn lưu ý nếu mà trong cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà chuyển được thì mình sẽ chuyển nguyên một cái đi vô không chuyển gần gần phải không, còn nếu mà xa quá chuyển qua bên bên Viettel hay bên nhà mạng thì phải bó bầu thôi. Chậu nặng lắm mà nó khó chuyển. À nãy mình chào giá nhiêu đây? Dạ cây này mình xin chào giá là 6,5 triệu cho nên 6,5 triệu. Bây giờ xin mời anh Năm đi xuống sau vườn mình giới thiệu còn 3 cây nữa. Rồi ok các bạn, có 3 cây, có 3 cây lão à, rất là to, thành ra không chuyển lên đây được. Thành ra mình mời các bạn là chúng ta bước vào cái phía sau khu vườn để anh Hoàng tiếp tục chia sẻ với các bạn. Đây, vườn phía sau của ảnh đây nè. Rồi em mang mã số. Dạ đây xin giới thiệu anh em là một cây tùng La Hán nha anh em. Mang mã số 13 hả? Dạ mã số 13 là cây tùng La Hán. À, cây tùng La Hán đây đó. Đấy thì ôi nó rất là ngầu. Đấy là bự. Đặc biệt cây tùng này là dáng tự nhiên chứ không phải là cây bài cho anh em nhìn kỹ, dáng tự nhiên, dáng thiên nhiên. Đó. Chứ không phải là cây bài bản. Người ta nó mọc sao người ta để vậy, người ta làm phun tàn người ta chơi á. Còn bộ đế của nó là xung quanh hết. À, chỗ nào cũng có đế lớn không, ở đây nó có một cái bạch thẹo nó cũng xăm hết rồi, nó xăm đá hết rồi, xăm cứng hết rồi. Năm Thu quay một vòng cho các bạn xem cái bộ đế nó xăm ở đầu, mình sẽ chuyển sang chi cho các bạn xem chi nữa. Tùng mà kiếm một cái bộ đế như thế này nó xăm da này cứng nó rất là già, cây nó rất già luôn. Rất khỏe, cây già mà rất khỏe. Hồi đấy mà tàn là tàn thiên nhiên, ta làm theo tàn thiên nhiên, không cắt bỏ nhánh nào hết. Dạ. Rồi mình cứ báo cáo thông số đi. Cái này, cái dòng đế của nó cũng 150 nha anh em. Nó cũng... Đế 150. Dạ. Hoành thân của nó là 51. Chiều cao từ mặt chậu lên thì nó khoảng là 120. Thân rộng. Tán ngang của nó cũng khoảng 120, cái tùng lớn. Thì cái tùng này, đặc biệt cái tùng này mình xin báo giá một cái giá rất là dễ chơi cho anh em mua về chơi là chỉ có 19 triệu thôi nhanh lên. Rồi, cái tùng này được, cái tùng này được chào giá là 19 triệu. À, các bạn lưu ý đây là giá được bao ship toàn quốc. Nhưng mà cây tùng này cũng bó bầu cho nên tại cái chậu nó nặng mỏng. Quá, chậu xi măng này nó chậu, cũng chậu bó mỏng. Bầu vô nó nặng quá. Chậu mỏng quá chuyện đi nó mẹ. Bó bầu vô, đặc biệt cái tùng này rất là mạnh, không sao được. Thường chậu lâu năm rồi. Rồi, ôi rễ. Thì chỉ về chơi thôi, bộ đế rất là ok. Già lắm, cây này già mà đen luôn. Già kinh khủng luôn. Rồi, cứng cây ha. Dạ, rất, cây này đào tạo lâu lắm rồi chứ không. Rồi ok, chúng ta tiếp tục. Rồi mã số 14 xin giới thiệu anh em là một cặp khế cổ. Đây cũng phải không phải cổ là khế bonsai. Khế bonsai. Dạ, đây là một cặp. Nhưng mình bán cặp hay bán lẻ? Dạ cái này là bán cặp anh ạ, chứ không bán lẻ được. Một cặp nó người ta đào tạo từ nhỏ nó y nhau. Nó bằng y nhau luôn, chi tay này là cây bài. Dáng bonsai cây bài luôn. Tầng phong, tầng 1, tầng 2 nói, nói chung là các bạn nào mà thích chơi khế ha, mà sở hữu cặp này thì rất là hiếm nha anh em. Cái viên cái bộ đế rất là hiếm. Đây.
mình cứ báo cáo thử cái thông số nó thôi. Thông số thôi. Đây là cây già là cây cứng một cây á thì mình dễ kiếm khế. Một cây mình dễ kiếm. Nhưng một cặp như thế này thì cả một vấn đề. Có những người ta thích chơi cặp á. Ở đây là thành ra anh Hoàng anh quyết định là anh chơi bán cặp thôi hả? Dạ cái này là chỉ bán cặp thôi, không có lẻ. Anh chỉ chờ khách đến mua đúng một cặp thì anh Hoàng anh mới gãi đi, còn nếu mua lẻ thì anh không bán. Cái này cái dòng đế của nó là chắc 200 hả? 250 anh ạ. 250 hả? Đẹp quá ha. Mình đo thử cái dòng thân ở mấy trên này. Các bạn lưu ý đây là cặp khế mang mã số 15 và anh Hoàng sẽ chia sẻ mang mã số 14. Cái này đó là 125. Mình thân nó là 60. Tán động của nó là khoảng 106. Cái này kiếm được cái người chơi. Chiều cao của nó là khoảng 1m8 nha anh em. Anh em chiều cao khoảng 1m8. Cây này thôi nó già thôi, không còn gì đó. Đào tạo rất là lâu năm rồi. Bên đây mình đo thông số bên đây luôn. Đó cho các bạn. Chắc nó cũng bằng vậy á. Các bạn xem tiếp tục dòng đế của nó là khoảng 200 mấy á. Tiếp tục cho các bạn xem tiếp cây số 2 của cặp khế bằng mã số 14. Cây này hoành thân thì nó lớn hơn cây kia chút, nó tới 65. Tán rộng cũng vậy mà chiều cao cũng vậy. Đặc biệt hai cây này là cây bài đào tạo từ nhỏ luôn. Cái này nè không phải là hàng bứng từ dưới. Đào tạo từ nhỏ trong chậu. Đào tạo từ nhỏ luôn chứ không phải là hàng bứng ở dưới đất lên. Không phải là hàng bứng để mà cưa ngang này kia. Nên là biết thân chỗ nào cũng chất lượng hết. Nó không có đơ cứng chỗ nào hết. Cây bonsai đại mà nó dày là nó rất là hiếm. Có độ cong hết. Nó già thì phải nó có một cây hai cái mặt thẹo ở đây nha anh em. Nhưng mà nó xam đá hết rồi. Cái những cái dòng cây mà quý hiếm như thế này thì Năm Thu nghĩ rằng là nếu mà các bạn mà hợp nhãn các bạn mình nên trực tiếp đến vườn của anh Hoàng để các bạn xem, để các bạn có thể là biết thêm chi tiết ha. Cây cặp khế này mà có nhà lớn rộng để một cặp ở trước là thôi vô địch. Cái biệt phủ ha, biệt thự luôn. Biệt phủ, biệt thự. Cái gì cũng vậy, cây những cây đại như thế này, một cây thì nó nhiều. Nhưng mà một cặp mà nó đi đồng y hệt vậy là kiếm rất là khó. Rất là khó luôn. Sở hữu được thí kiều thí dân luôn mới khó phải không? Thí kiều được rồi, thí dân cũng khó tìm phải không? Này thí kiều thí dân luôn, cặp luôn. Cái cặp khế này mình xin phép là mình, nếu mà anh em nào mà thấy hợp ý thì alo mình nhiều cái anh em kinh doanh thì mình sẽ cho cái giá rất là hợp lý để cho anh em kinh doanh đó, chứ mình không có báo giá trực tiếp. Rồi hôm nay thì anh Hoàng cũng đã chia sẻ một cái clip đầu xuân được khai trương vào ngày mùng 8 năm Nhâm Dần 2022. Mong rằng các bạn ủng hộ và các bạn lưu ý là cặp khế mang mã số 14 để chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn nào mà có thích thú, các bạn có hợp nhãn với em thì các bạn Năm Thu nghĩ rằng các bạn nên trực tiếp đến đây, bởi vì đây là cái dòng hàng cao cấp thì số tiền nó cũng không phải là nhỏ. Thành ra trước hết mình muốn cái gì muốn phải đến tận nơi mình xem để mình mua được, để mình giao dịch cho nó thuận lợi, nó ăn ý hơn. Rồi đến đây thì Năm Thu cũng phải nói là chia tay anh Hoàng ha. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Lần nữa là chúc các bạn và gia đình có một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Anh Hoàng ơi, cũng là chia tay với cô bác và anh chị mình thôi anh ơi. Cuối clip mình xin chúc tất cả các anh em một năm mới tràn đầy niềm tin và sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát đạt. Thì anh em vô kênh có gì tham khảo, rồi có cái nào hợp ý thì ủng hộ giùm mình đầu năm. Và mình xin chân thành cảm ơn. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.